Ok, xin chào mọi người. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để lưu module cột hàng và sau đó là dùng lại ở một vị trí khác ha. Thì trước khi mình bước vào bài lưu module cột hàng thì mình sẽ nói cho mọi người biết là hàng, cột và module là cái gì ha. Rồi nhìn trong cái hình này mọi người sẽ thấy này, đây là cái hàng ha. Mỗi hàng này thường thường trong Excel á, mọi người sẽ thấy là một hàng như vậy là sẽ có rất là nhiều cột đúng không? Thì trong website cũng vậy, thì đây là một hàng này và bên trong đây hiện tại mình đang vẽ thành hai cột ha. Một hàng trong một hàng và có hai cột, và trong cái cột, mỗi cột trong mỗi cột á sẽ có nhiều module ha. Module là bao gồm những cái như là chữ, hình ảnh, nút, form, bộ sưu tập, gallery, vân vân ha. Đó là những cái module rồi ha. Rồi cái lưu hàng cột module để làm cái gì nha. Thì trong lưu hàng cột module mình hiện tại đang phân ra thành hai loại ha. Và trước khi mình nói tới cái hai trường hợp đó thì mình sẽ nói là cái mà lưu hàng cột module để làm cái gì. Thì đây mình có một cái ví dụ này, đây là vị trí A đúng không, và đây là vị trí B. Thì chờ ở vị trí A mình tạo ra một cái form, sau đó là mình lưu cái form này lại ở vị trí A ha, đặt tên là ABC XYZ gì đó nha. Rồi sau đó là mình sẽ kích hoạt cái global luôn nha. Thì global là cái gì thì tí nữa mình sẽ nói sau ha. Rồi kích hoạt luôn global, sau đó là mình đi tới một cái vị trí B, mình lót lại cái nội dung trong vị trí A vào vị trí B. Có nghĩa là khi mà mình lót nội dung đã lưu ở vị trí B á, thì mình sẽ thấy là vị trí B với vị trí A nó sẽ giống nội dung hoàn toàn với nhau ha, giống nội dung hoàn toàn với nhau, không khác gì cả. Và cái nhiệm vụ kích hoạt global là để khi mà mình vào mình thay đổi cái nội dung bên trong cái vị trí A thì vị trí B nó cũng sẽ thay đổi theo ha. Đó là cái trường hợp một là mình kích hoạt global ha. Còn trường hợp 2 là mình không kích hoạt global ha, mình không kích hoạt global thì khi mà mình thay đổi cái nội dung bên trong cái vị trí A thì vị trí B nó sẽ không thay đổi theo ha, không thay đổi theo nha. Có nghĩa là vị trí B nó sẽ lót lại cái nội dung mà đã lưu tại cái thời điểm mà vị trí A được lưu ha. Vị trí B lót lại nội dung tại thời điểm mà vị trí A được lưu thôi, và sau đó là vị trí A thay đổi cái gì đi nữa thì vị trí B nó vẫn giữ nguyên cái thời điểm mà vị trí A được lưu ha. Đó là cái lúc mà không kích hoạt global. Thì ở đây mọi người sẽ hiểu là cái lưu hàng cột module là để làm gì ha. Thì mình tóm gọn là một cái là khi mà mình lưu hàng cột module là để mình qua vị trí khác mình dùng lại cái nội dung mà mình đã lưu nha. Rồi ok, bây giờ để làm sao để mình có thể thực hiện lưu cái hàng cột module này ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái website này. Đó, mình ví dụ như ở đây là mình đang có một cái trang web như thế này. Và mình kéo xuống dưới footer là mình sẽ thấy này, chỗ tư vấn dự án này không có cái form, không có cái form. Bây giờ mình muốn lưu cái form này lại và sau đó là dùng lại ở cái vị trí footer tư vấn dự án này nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào thiết kế trang, chọn trang chủ này ha. Bởi vì mình đang ở trang chủ, mình chọn trang chủ nha. Rồi ha. Bây giờ mình sẽ lưu cái form này bằng cách di chuột vào này, click vào cái clay ha. Rồi dưới đây mình sẽ thấy là ba cái nút là lưu, lưu thành và hủy bỏ. Thì để lưu cái module này thì mọi người click vào lưu thành ha, lưu thành này, lưu thành chấm 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 này, click vào. Nó sẽ ra một cái dialog này đó ha. Một cái dialog thì ở đây mình sẽ đặt cái tên module mà mình đã lưu ha. Mình đặt ví dụ như là form tư vấn khách hàng đi ha. Tư vấn khách hàng. Đó. Form tư vấn khách hàng. Rồi. Đó. Rồi cái chỗ này là global ha. Global lúc nãy mình có nói nếu mà mình chọn có nghĩa là kích hoạt global. Mà kích hoạt global thì nếu mà cái form ban đầu đây nè mình thay đổi nội dung á, thì những cái nội dung ở những vị trí khác nó cũng sẽ thay đổi theo ha. Thì bây giờ mình ngược lại thì không nha, không thì ngược lại. Rồi bây giờ mình sẽ muốn đồng bộ luôn, để khi mà ở trên đây mình có thay đổi thêm trường thông tin như là ngày tháng năm sinh chẳng hạn, thì bên dưới nó cũng sẽ thêm theo cái trường thông tin là ngày tháng năm sinh ha. Rồi hoặc là mình xóa yêu cầu khác thì bên dưới cũng xóa theo nha. Rồi mà để có đi, rồi lưu lại. Đó, sau khi lưu xong này mọi người thấy là mình di chuột vào thì thấy một cái khung vàng này ha, cái khung màu vàng. Bên này là màu xanh là chưa lưu, là màu vàng đã lưu rồi nha. Bây giờ mình lưu lại rồi nè, cái mình click vào xong đăng. Ok, cái mình kéo xuống dưới footer ha, footer bây giờ chưa có gì hết nè. Rồi mình di chuột vào thiết kế trang, mình chọn footer. Rồi nha.
Rồi, bây giờ mình dùng lại thôi, dùng lại bằng cách này, click vào dấu cộng nè. Mình lưu ý ở chỗ là nếu mà mình đang lưu cái module đúng không, thì mình sẽ ở cái tab module. Mà mình lưu hàng hoặc là cột á, thì mình sẽ vào cái tab hàng cột này, hàng này ha. Rồi, mình đang ở module này, sau đó mình click vào nhóm, cái mình chọn module đã lưu ha. Còn nếu mà mình lưu hàng và cột thì mình vào hàng, click vào đây và kéo xuống dưới sẽ có là cột đã lưu và hàng đã lưu nha. Rồi, mình ở module, click vào, chọn module đã lưu. Đấy, mình sẽ có một cái là form tư vấn khách hàng lúc nãy mình đã lưu và hiện tại đang kích hoạt là global ha. Rồi mình kích vào đây, kích và giữ, kéo xuống cái vị trí mong muốn hiển thị ha. Mình kéo xuống cái dưới tư vấn dự án này. Đó, đó nó hiện là cái form ha. Đó, cái form này mình đã lưu lại rồi này ha. Rồi bây giờ mình cho nó gọn gọn một xí đi. Mình qua 3 chấm ha, mình chọn nâng cao này. Rồi không rồi ha, chỗ đây cho không luôn. Rồi trái cũng không luôn. Đó, cho nó đều từ trên xuống dưới nha. Rồi ok, lưu ha, lưu này. Nhờ mọi người để ý nè, chỗ này chưa cân bằng đúng không, chúng ta có thể là thay đổi khoảng cách bằng cách là click vào cái tư vấn dự án này, sau đó cái mình chọn phía dưới ha, hiện tại đang không, mình có thể là cho -20 đi ha, -20 chọn lên xí đấy ha. Rồi lưu lại, ok nha. Vậy là mình đã chèn xong cái module chỗ tư vấn dự án rồi. Thì tương tự với lại hàng cũng vậy nha, hàng và cột cũng vậy. Thì bây giờ mình sẽ demo luôn cho mọi người biết là hàng với cột nó lưu như thế nào luôn nha. Rồi, nó cũng sẽ tương tự giống như là module vậy. Mình sẽ vào lại cái thiết kế trang của trang chủ này. Mình sẽ ví dụ lưu một cái... Rồi ok, mình sẽ lưu cái này ha. Mình lưu cái khung call to action này, liên hệ này ha. Mình click lưu hàng thì mình click vào trong cái cài đặt hàng này luôn nha. Còn nếu mà mình lưu cột á, mình di chuột qua đây là ví dụ mình muốn lưu cái cột này nè, mình di chuột qua đây đúng không? Sau đó mình click vào đây này ha, click vào cái sửa cột này, cái mình chọn cài đặt cột ha. Rồi click vào lưu thành, xong rồi làm lại những cái bước như để lưu ở trên module ha. Rồi ok, mình lưu hàng đi, mình di chuột vào hàng này, mình click vào cái cài đặt hàng, rồi sau đó là mình sẽ click vào nút lưu thành. Ok ha. Chỗ lưu thành này mình để cái tên thì mình sẽ để là liên hệ ha, gì hả, call to action đi, call to action ha. Rồi mình cho thành có luôn, thôi không đi ha, không đi. Rồi lưu, rồi xong đúng không, cái click xong này đăng. Rồi bây giờ mình muốn cái call to action này nó hiện trong cái mục mục giới thiệu đi ha, mình vô mục giới thiệu này. Đó, giới thiệu này, giới thiệu chưa có đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ cho cái call to action nó hiển thị ở đây ha, trước khi mở cái phần này ra. Rồi mình vào thiết kế trang, chọn giới thiệu. Rồi. Rồi ha. Rồi mình cho nó hiển thị chỗ này nha. Cái mình click vào dấu cộng này, mình vào hàng. Cái click vào đây, xuống dưới cùng, lúc nãy mình đang lưu hàng đúng không, lưu hàng thì mình click vào hàng đã lưu. Rồi ở đây ha, ở đây có một cái call to action này, mình kéo xuống vị trí này. Đó, đó ha. Rồi ok, xong đăng. Đó, nó dùng lại cái nội dung mà đã lưu, cái thời điểm mà mình lưu ở trang chủ á. Bây giờ mình ví dụ mình sửa cái nội dung ở trang chủ đi ha. Rồi bây giờ mình ví dụ ở cái mục là một là có global và hai là không có global ha. Đối với cái có global thì lúc nãy mình lưu cái form được chưa. Rồi bây giờ mình sẽ sửa cái form một tí đi để con xem thử là nó khi mà có global nó sẽ như thế nào nha. Rồi mình click vào form này, click vào form nó sẽ chuyển đến một cái tab mới này. Rồi nó chuyển đến một cái dialog này. Sau đây ha, cho nên mình sẽ cho ẩn cái yêu cầu khác đi ha. Yêu cầu khác là cái mà send này ha, mình ẩn đi. 2. Đó, lưu. Đúng không? Lưu này. Lưu cho đây nghe, xong. Đấy, rồi lót lại cái này. Rồi mình kéo xuống dưới này. Đó ha, chỗ đây nó cũng mất luôn cái yêu cầu khác rồi, chỉ còn ba cái là họ tên, email và số điện thoại thôi. Rồi cái này là đối với có global ha, còn đối với cái này là không có global này. Chưa có global ha. Rồi bây giờ mình click vào thiết kế trang, chọn trang chủ, mình sẽ vào cái phần liên hệ đây ha. Rồi kéo xuống phần liên hệ. Đây, đây đúng không? Đây,
Rồi, bây giờ bởi vì là chỗ này mình không có định danh là global nên chỗ này nó thành màu xanh chứ không phải là màu vàng. Đúng không? Chỗ nào mà có global thì chỗ đó nó có màu vàng. Rồi đây là màu xanh đúng không? Bây giờ mình click vào liên hệ này, mình thay đổi này. 234 gì đấy nha. Rồi lưu lại cái này. Đó, xong click xong, bấm đăng. Đấy ha. Rồi đấy, rồi bây giờ mình quay lại trang giới thiệu ha. Kế xuống chỗ liên hệ này. Đó, nó không thay đổi theo. Được chưa? Mà mình kích hoạt global thì nó sẽ thay đổi theo. Đấy, đó là cái ví dụ ha. Rồi ok. Ok.